Phát biểu tại lễ ra quân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị công an tỉnh, các sở ban ngành đoàn thể và Ủy ban nhân dân các địa phương quán triệt nâng cao nhận thức trách nhiệm, nhất là vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý kịp thời các hoạt động tội phạm, vi phạm pháp luật, triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024 đảm bảo an ninh an toàn. Trong đợt ra quân này, công an toàn tỉnh huy động tối đa lực lượng, trang thiết bị, phương tiện đồng loạt tấn công, chấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tín dụng đen và tội phạm thường xảy ra trong dịp Tết. Tiếp tục xử lý nghiêm những vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông, không để xảy ra đua xe trái phép. Phòng ma túy công an tỉnh Quảng Ninh sẽ cố gắng thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, phối hợp với lại công an đơn vị địa phương cũng như công tác vận động quần chúng trong công tác phòng chống tội phạm về ma túy, các tổ chức và các ổ nhóm, đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Công an các địa phương cũng sẽ quyết liệt triển khai các giải pháp ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ quản lý xã hội và phòng chống tội phạm, tăng cường tuyên truyền về phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm, cách thức phòng ngừa, phát huy vai trò chủ động tích cực của người dân trong việc phát hiện, cung cấp thông tin, tố giác các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch của công an huyện, chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đồng loạt triển khai các biện pháp nắm chắc tình hình địa bàn và quản lý tốt các đối tượng trên địa bàn để mà khi mà có dấu hiệu phạm tội tổ chức sự bắt giữ xử lý thì giải quyết dứt điểm những cái mà có thể ngay từ đầu ngay tại cơ sở. Đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 sẽ kéo dài đến ngày 29 tháng 2 năm 2024.